nguy hại và có được cái kỹ năng cao hơn khá nhiều. Thì hãy cùng chờ xem khi đã mất Fiora rồi thì Haku sẽ sử dụng vị tướng nào kéo đấu đường trên. Camille thì cũng đã bị cấm, Jack đã bị cấm. Bây giờ thì chỉ còn Gwen. Gwen có thể được lựa chọn dành cho vị trí của Haku mà thôi. Và thêm một lần nữa thì Zeke cũng đã thuộc về đội hình bên phía của Samsung Galaxy với On. Thì họ cũng đang có hai vị tướng có chiêu cuối diện rộng có thể kết hợp với nhau là khá tốt. Nếu như những nhịp và dưỡng hiệu triệu của OD mà làm đủ đẹp và hất tung được trên hai thành viên của bên phía Solo Leveling thôi, nó cũng sẽ là một tiền đề tốt để cho Jinzo có những tình huống ném siêu bom địa ngục vào với lượng sát thương lớn rồi. Cấm đi phase thứ hai đang là nhắm ra khu vực đường giữa đến từ bên phía Samsung Galaxy khi mà họ loại bỏ Akali cùng với cả đó là một con Vladimir. Trong khi đấy thì Solo Leveling nhắm vào trong vai trò đi rừng, loại bỏ đi V và thêm cả Zeri nữa. Zeri thì Samsung Galaxy cũng chưa đánh trận nào thì phải. Và ở trong bán thi đấu này thì để xem là họ sẽ lựa chọn tiếp theo là gì. Sẽ phải có xạ thủ trong đội hình và SRU tiếp tục được khóa vào cho Samsung Galaxy. Ván trước Jun trong đội hình Solo Leveling sử dụng SRU cũng khá ổn khi mà đội hình của họ cũng đã kéo được đến cái đoạn lết rồi. Thì chúng ta có thể nhận thấy rằng những tình huống cuối trận khi mà những thành viên chủ lực bên phía đối phương mà ăn cho mình một cái cung ánh sáng ấy, thì lượng máu cũng bị kéo xuống ở một ngưỡng khá thấp. Đó cũng chính là tiền đề để cho DOK với con mẹ Evelyn trong ván đấu trước có thể dễ dàng ám sát đối phương khi mà những cú cầu máu của cung ánh sáng đã làm tiền đề quá tốt ở trong nhịp 1 rồi. Nhưng ngộ không được xuất hiện ở trong ván đấu này, liệu có phải là ngộ không dành cho Haku mà Achok sẽ dành cho vị trí của DOK hay không đây? Có ngộ không có thể sẽ là ngộ không đi rừng. Đây là một ván đấu mà bên phía của Solo Leveling cũng đang hướng đến việc có những combo combo. Họ sẽ có khá nhiều những hiệu ứng khống chế và vẫn đang thiếu đi một chất tiến đi của đường giữa để xem họ sẽ lựa chọn cho mình đó là con bài gì. Yone cũng tiếp tục là một chất tướng mà có thể sử dụng ở nhiều phần đường. Một đội hình mà có được khả năng luân chuyển vị trí khá tốt đi từ bên phía của Solo Leveling ở trong bán thi đấu thứ 3 này. Rồi, và một bộ đánh của Solo Leveling tôi đang thấy lo nhiều hơn là thấy combo combo. Tại vì Faye anh ta lại sử dụng Gragas. Và rõ ràng là đã cả hai ngày thi đấu thì ngày nào cũng có những pha mà thùng rộ nổ của Gragas có những cái yếu tố pop ở trong cái combo của anh ta. Hãy thử tưởng tượng là trong một nhịp mà ngộ không muốn lao vào sử dụng lốc xoáy thì Gragas lại đẩy hết đối phương ra, thì sau rồi cái đoạt mệnh đến từ Yone nó cũng trượt nốt. Rõ ràng là một cái combo mà chính Solo Leveling đang phải tự lo ngại chính người đồng đội của mình. Nên họ sẽ không quá lo ngại bên phía của Samsung Galaxy. Còn bên phía của Samsung Galaxy đang có được bộ đánh này thì cũng đã có ở một vài đội tuyển sử dụng ở trong WIL rồi. Tryvagana kết hợp với On, qua đó thì họ sẽ có được bộ đôi chất tướng có thể đa trụ là khá ổn nếu như họ cùng nhau sử dụng những tình huống hóa rồng kết hợp với hỏa dương hiệu triệu. Và đó sẽ cũng là một tiền đề đẹp để cung ánh sáng hoặc là cái siêu bom địa ngục dễ dàng trúng với mục tiêu. Một lượng đam cũng là khá ổn với lượng hiệu khống chế diện rộng mà Samsung Galaxy có với hai vị tướng này. Đội hình của Solo Leveling thì đang cảm thấy rằng là hơi thiếu đi sức mạnh phép thuật, khi mà chúng ta thấy được rằng chỉ có Gragas là trận tướng hỗ trợ có một chút sức mạnh phép thuật mà thôi, còn lại thì đều là những lượng sát thương tay. Nó sẽ khiến cho Solo Leveling sẽ dễ để bị đối phương lên một trang bị chống chịu theo giáp để có thể là counter lại đội hình này. Haku thì như khoảng tháng trước anh ta cũng đã có được những ván đấu với con ngộ không này rồi nếu tôi nhớ không nhầm. Đây có từ bên như anh ta đánh tốt nhất ở khu vực cánh trên thì phải. Và để xem trong ngày thiếu hôm nay việc mà lôi dòng con tướng rất cổ rồi để đi khu vực cánh trên thì liệu Haku có thể làm tốt hay không. Nên nhớ rằng cả kinh nghiệm qua đó thì họ hoàn toàn có thể hứa đến những tình huống giao tranh tổng. Và thực ra thì với Faye anh ta có lẽ ném thùng rượu nổ ở trong những cái giao tranh tổng tệ, nhưng ở trong tình huống giao tranh bắt lẻ chúng ta thấy rằng là vẫn có những sự chuẩn xác nhất định ở trong những nhịp mở đến từ Faye. Có chắc là ở công bắt tổng to quá nhiều người thì anh ta bị loạn một chút mà thôi. Rồi, chờ xem. Ở ván đấu này tôi cũng sẽ đưa ra một cái dự đoán là kiểu gì có một pha mà Faye bóp cái combo combo đến từ bên phía của Solo Leveling. Anh nhớ lấy cái nhận định này của tôi ở giây thứ 9 của trận thi đấu mà thôi. Trong khi đó chạm mặt Haku, anh ta đã mất cho mình một tình huống hồi máu với chiêu 1. Thế bây giờ anh ta chỉ đánh tay với đối phương thôi. Trong khi đó những tình huống đâm kiếm của Gon thế hồi khá nhanh. À không, à cái thiết bảng ngàn cân này hồi cũng nhanh phết. Đó là hai phát bổ và giúp cho Haku có được một lượng hồi phục là khá tốt. Còn Jinzo thì mặc dù là anh ta thiếu một con Zeke, nhưng tôi cảm giác rằng là ở trong dạng đi đường, cái cự ly của Jinzo luôn luôn là đưa mặt lên và khiến cho anh ta gặp rất nhiều những tình huống bị đối phương xấu rỉa ngược trở lại. Nên nhớ rằng ở ván đấu này là một ván đấu mà đối phương chỉ có được khả năng dọn dẹp đường đến từ một con Seiya cũng không phải quá nhanh đâu. Và chúng ta thường thấy rằng là Faye sẽ có những tình huống chủ động di chuyển sớm hơn rất nhiều so với cả OD ở phía bên kia khi mà họ đẩy sang đường lần đầu tiên,
đợt đính đầu ở khu vực cánh dưới là ngay lập tức sẽ có bật quay ở khu vực cánh trên hoặc là ra khu vực đứng giữa. Xác đã bắt đầu có những cái bước di chuyển sang khu vực đứng giữa đến từ vị trí của Phầy. Nếu có thể, nhưng mà tình huống di chuyển đó thì chỉ mang ý nghĩa là giúp cho vị trí của Choi A có được một cái thế trận nó an toàn hơn và không quá thua thiệt với vị trí của Siri, cũng như là đạt được cái cấp độ 3 nó thuận lợi nhất mà thôi. Ngược lại thì Jun cũng khá hài lòng với việc là đi đơn, bởi vì đây cũng là một chất tướng có thể 1-2 được. Đây sẽ là một turn mà Haku đẩy một đợt lính khá lớn vào trong phần trụ và một pha sử dụng cho mình cái phản đòn, nhưng đó chỉ là phản đòn không chặn được cái tình huống bảng ngàn cân đến từ vị trí của Haku. Đây đang tiếp tục là cố gắng lấy sách trụ, gõ đối phương là khá đau, gọi DOK lên. Đây là một trong những màn đấu hiếm hoi và vị trí của Haku có được chiến thắng ra đầu trận đấu. Đang tiếp tục có một tình huống đu vào và chiến công đầu thuộc về Haku. OD lên rất chậm ở trong pha thi đấu này để có thể hỗ trợ cho Haku, và đây là một siêu đó là gòn. Đây là một đường vô cùng lớn và nên có một tình huống xuất hiện sớm hơn như khu vực đường trên này. Thì tiếp tục là một pha nhiều đưa mà OD đang thấp máu, Đốc vẫn còn tốc biến, tốc biến vào dứt điểm. Hai ta đang bị kẹt lại đây. Một pha thi đấu mà Đốc cũng đã xử lý tệ khi mà rõ ràng nhịp tiếp cận đầu tiên anh ta ở rất gần đối phương rồi. Còn ở khu vực đường dưới vừa rồi thì nhưng cũng đã là một pha thi đấu mà Phây đem về điểm hạ gục. Người bị nằm lại đó ở vị trí của Siri, anh ta bị hạ gục ở một tình huống di chuyển mà Phây đi từ đường dòng ra khu vực đường giữa và cũng đã mang lại được một điểm hạ gục nữa, qua đó nâng tổng số điểm hạ gục dành cho Solo Leveling lên đến 3 điểm. Và với cái cọc, một cái cụ đất được nhồi lên đến từ pha chơi 1 của OD trong pha thi đấu vừa rồi cũng đã gỡ lại điểm hạ gục ở vị trí DOK. Rõ ràng đây vẫn sẽ là sự chủ động dành cho Solo Leveling, một pha hóa rồng. DOK bị ăn cả cung ánh sáng nữa vì vậy anh ta đang khá yếu máu và đang phải bỏ chạy. Một mình Haku đang ở lại cân 2. Ô, bổ rất đau này, tốc biến hất tung các thứ. Hóa ra nãy giờ là Haku chỉ đang giả vờ là không muốn chơi game để xem ai khinh thường mình thôi. Và chúng ta đã quá khinh thường Haku ở trong những bàn đấu trước đó. Đây là con tướng rất tủ của Haku và khi anh ta lôi nó ra thì anh ta đang có được chiến thắng. Một lợi thế rất lớn ở khu vực cánh trên khi mà đối đầu với cả Gon. Thiết bản ngàn cân đập vào và con Fiora này của Gon cảm giác rằng cũng có lẽ cũng chả còn ai chơi con này, thì anh ta biết rằng là Fiora đi kèo với cả gỗ không lại khổ đến như vậy. Ở trong tình huống trao đổi chiến thức ở giai đoạn ban đầu, nó khiến cho con bị thua thiệt về lượng cấp độ và càng ngày thì thế Snowball cùng đường trên nó sẽ càng lớn. Trong khi đấy thì vai trò đi rừng cũng đang có những cái lỗ hổng cho thấy được Jin đánh một con Savanna cũng đã hướng đến một tình huống giao tranh sớm. Và anh ta đã là người phải bỏ mạng rồi thì có lẽ rằng khả năng tranh chấp mục tiêu lớn ở trong ván thiếu này của bên phía Samsung Galaxy nó sẽ còn tệ hơn. Chúng ta quên mất rằng con gỗ không này khi mà đi đường thì vẫn còn một cái nội tại của chiêu 1, đó là những tình huống đánh thường sẽ làm giảm thời gian hồi chiêu cho chiêu 1. Vì vậy những tình huống bổ chiêu 1 của Haku nó sẽ có thời gian hồi chiêu nhanh hơn so với những cú đâm kiếm đến từ vị trí của Gon. Vì vậy qua đó thì anh ta vẫn đang tận dụng cái điều này để liên tiếp thực hiện cả những tình huống đánh thường và những tình huống bổ chiêu 1 liên tiếp vào bên phía đối phương. Gon thì có lẽ sẽ phải chờ cho mình những điểm yếu, còn vị trí của Haku chỉ đơn giản là có chiêu 1 là bổ vào đầu đối phương là sẽ có lợi thế về mặt trao đổi chiêu thức. Đồng ý, và bây giờ anh ta còn có thêm cả thử kiếm nữa nên những hit đánh tay đến từ con bài ngộ không này nó cũng sẽ có được khả năng trao đổi chiêu thức nhỉnh hơn là rất nhiều với chỉ là một giày thép gai đến từ Gon ở phía bên kia mà thôi. Ở lợi thế khu vực cánh trên hiếm hoi xuất hiện trong ván thiếu thứ 3 đến từ đội diện Solo Leveling của khu vực Hàn Quốc và nó đang mở ra những thế đánh dễ hơn rất nhiều cho bên phía của Solo Leveling, và thậm chí rằng họ đang có một nhịp swap lên khu vực cánh trên để bao đi những stack trụ ở một cánh mà có lẽ rằng họ cũng sẽ hướng đến việc kiểm soát con sứ giả trong ván thi đấu này. Ừ, Jun cũng có một tình huống thu lông là khá hay như là đánh đá để có thể gây sát thương với chị OD trong pha thi đấu vừa rồi. Mặc dù có OD xuất hiện nhưng Jun vẫn gây được một đam duy trì là đều đặn vào cái trụ này, khiến cho cái trụ chỉ còn một chút máu nữa thôi là sẽ là hai lớp giáp trụ ở khu vực cánh trên. Nhưng chúng ta tạm khoan lại những tình huống kiểm soát lớp giáp trụ đã, tại vì những mục tiêu lớn đã ra. Rõ ràng ở với Savanna thì bên phía của Samsung Galaxy sẽ muốn kiểm soát con rồng rồi. Tí đây là còn một trận đấu mà có con rồng lửa nữa. Nhưng Samsung Galaxy nói không, Haku đã có mặt tại đây, thùng chậu nổ đẩy được một người văng về. Đó là vị trí của Jinzo. Jinzo vẫn đang không có được một vị trí thi đấu quá đẹp. Nhưng Haku mới là người đầu tiên phải nằm lại. Bên phía của Solo Leveling mất đến hai người ở trong tình huống giao tranh vừa rồi. Và cũng không có được con rồng đầu tiên của ban thi đấu, con rồng lửa vẫn được giữ lại dành cho bên phía của Samsung Galaxy. Nhưng là tốc biến vào, cố gắng tiếp cận. Đánh và cũng đã tốc biến ngược trở ra đến từ vị trí của Jinzo để có thể né đi tình huống ganh đến từ con đấy chốc của Đốc. Và mọi thứ dừng lại ở việc cả hai trao đổi mục tiêu lớn ở trong giai đoạn ban đầu mà thôi. Nhưng với sứ giả có lẽ rằng sẽ có trụ một khu vực giữa được mở ra dành cho bên phía của Solo Leveling, và thậm chí rằng họ đã cố gắng bắt đốt lại được vị trí của Gon không thành công, còn vẫn có thể lướt đi sau khi đã phản đòn.
còn vẫn có một cú phản đòn tốt để ngăn chặn được một tình huống thu lông cũng như là một tình huống giữ chân với xiềng xích đụng ngực đến từ vị trí của DOK. Và qua đó thì họ cũng đã mất thêm cho mình một cái trụ ở khu vực đường giữa. Đội hình của Solo Leveling trong pha thi đấu vừa rồi họ tính toán được rằng Haku ở thời điểm hiện tại đang thực sự chênh lệch về mặt lượng đồ. Như vậy Haku kết hợp với một người chơi nữa thôi là có thể đủ để ngăn được cái nhịp tấn công con rồng. Và những câu chuyện là ăn con sứ giả quá chậm, đội hình của Solo Leveling không, cái bộ ba của họ ở cái cánh trên nếu mà ăn con sứ giả nó không đủ nhanh thì cho họ có thể kiểm soát được hai mục tiêu. Như vậy hoặc là họ đánh trực diện luôn để cho Ngộ Không áp đảo về mặt lượng đồ, còn không thì thôi đổi thì đổi hẳn. Pha thi đấu vừa rồi đổi khiến cho bên phía của Solo Leveling mất đi một vài những cái lợi thế và mất đi những cái điểm cũng rất đáng tiếc, đặc biệt là đến từ vị trí của Haku khi mà anh ta đang có nhịp dẫn đồ và dẫn thế trận với đối phương. Đồng ý, anh ta hoàn toàn có thể nên là người được đẩy khu vực được giữa trong pha thi đấu vừa rồi, họ sẽ có được nhiều thứ hơn. Nhưng một tình huống hơi tham lam đến từ các thành viên bên phía của Solo Leveling và kết quả là họ để mất đến 2 điểm ở cục và mất luôn cả điểm cục của Haku khiến cho nhịp farm của con Ngộ Không này nó sẽ chậm lại một chút. Nhưng không sao cả, vẫn đang là lượng tiền nhỉnh hơn khá nhiều ở thời điểm hiện tại dành cho bên phía của Solo Leveling. Qua việc là họ đã có được trụ một khu vực đứng giữa, họ có được những sách trụ ở cả hai khu vực đứng cánh và vẫn đang đảm bảo được một cặp sát từ chủ lực của họ, đấy là vị trí của Jun cũng là Choya trong bán thiếu này, có được cái lượng trang bị vượt trội hơn so với đối phương. Đổi ngược lại thì đây là một ván đấu mà Samsung Galaxy đang có giai đoạn đi đường thua thiệt khá nhiều. Họ chỉ lấy được hai lớp giáp trụ ở khu vực cánh trên dành cho vị trí của Siri trong một nhịp đẩy tận dụng khoảng trống vừa rồi mà thôi. Còn lại thì những lớp giáp trụ cũng đã tiêu biến đi ở trong khoảng cách đây 10 giây. Vì vậy đây cũng sẽ là những cái lợi thế tiếp tục là dẫn trước dành cho Solo Leveling. Và rõ ràng là một đội đang được đánh giá là cao hơn. Thì họ có thể tận dụng cái lượng tiền này để tiếp tục lăn cầu tuyết và gây sức ép với đối phương. Hai cánh đang là những mục tiêu được gây sức ép liên tục khi mà trụ đường giữa đến từ Samsung Galaxy không còn để có thể khai thác nữa. Và đặc biệt là tình huống đang muốn đai trụ khu vực nửa dưới của bản đồ. Một tình huống tử kiếm làm ôi húc trượt đến từ vị trí của Udi. Và Faye đã có một tình huống tanh sát thương của trụ nhưng Jun quyết định là không đi lối đó nữa. Udi sẽ phải mở một con đường đi ra khu vực đường giữa. Còn khu vực đường trên là Jin đang khóa rồng và đang có đấm liên tục vào vị trí của DOK. DOK vẫn lướt đi được. Jin còn một chấm máu. Ngộ Không của Haku tiếp tục phải nằm lại. À chưa, đó chỉ là cái chim mồi của anh ta mà thôi. Anh ta đang cố gắng dọn dẹp đợt lính và thoát về theo một hướng khác, nhưng đấy là di chuyển có qua tường, cố gắng đuổi theo đến từ các thành viên bên phía của Samsung Galaxy. Họ cũng không giữ chân lại được con Ngộ Không của Haku trong pha thi đấu này. Và không vào đường dưới thì tiếp tục là một tình huống giao tranh nữa. Cả hai đội đã có liên tục là những tình huống giao tranh, nhưng sát thương dồn vào đến từ Choya vẫn đang không phải là quá nhiều. Và Gon cũng về được, hai người chơi đường cánh bây giờ đang bị hỏi thăm là rất nhiều trong pha thi đấu này. Tiếp tục là một pha thi đấu đốc vòng dù khu vực cánh dưới nữa. Đặt bệnh chưa có nhưng Đốc sẽ vào và người trong tăng trụ trong pha thi đấu này. Anh ta đang muốn có mạng của Gon trước nhưng tình huống chém tay thì không thể nào phản đòn được. Và Odi kẹt lại và có lẽ anh ta cũng sẽ lên bảng điểm số cùng với đồng đội của mình mà thôi. Trụ cũng đã được lấy thành công. Một pha đai trụ lấy được hai điểm hạ gục. Có một tình huống đai trụ mà setup rất nhiều bước, rất nhiều những nhịp tấn công thì bên phía của Samsung bên phía Solo Leveling mới làm được điều đó. Trong khi đó Jun ở khu vực cánh trên ta đã có một tình huống thu lông rồi, Jin đã tích cho mình đủ nộ để có thể ấn chiêu cuối, nhưng Haku cũng đã ngay lập tức có mặt ở phía sau. Haku lao vào hơi đơn độc, không có bất kỳ một lượng sát thương nào ở phía sau được follow theo vị trí của Haku cả. Việc tấn công vào một Jin ở thời điểm này đang có sẵn hóa rồng cũng sẽ là hơi nguy hiểm, nhưng đây là một nhịp mà Jin chưa bến về được và nó khiến cho có lẽ rằng khả năng kiểm soát con rồng thứ hai của bán thi đấu này nó sẽ nằm trong tay các thành viên của bên phía Solo Leveling mà thôi. Họ đang cắm rất nhiều mắt trong khu vực bùa xanh đối phương, cố gắng kiểm soát lượng tầm nhìn và ngăn cho Jin không thể nào ra tranh cướp được con rồng này. Jin thậm chí rằng anh ta chưa về nhà, anh ta vẫn đang còn ở khu vực cánh trên. Rồi, Jin vẫn đang cánh trên, hay là anh ta sẽ quyết định là bỏ, tại vì cảm giác là cái nhịp vừa rồi biến về nó trễ quá, ra cái không kịp. Và đây là một pha combo hai người đến từ Choa rất đẹp, anh ta vẫn còn dí được theo vào vị trí của Siri nữa, có kiệt sức cũng đang được sử dụng, nhưng Siri trả đam là gắt hơn. Siri vẫn có được cho mình một tình huống sống sót và lấy được một điểm hạ gục của đối phương. Bây giờ thì Jay đã được gọi cú húc, chỉ hất dụng được vị trí của Jun mà thôi và đang muốn vòng ra để đánh. Siri vẫn bị bắt lại đến từ một cú vòng rất tốt đến từ cái tên Haku. Và bây giờ thì anh ta đang bổ liên tục và người còn lại là Jinzo. Jinzo có cho mình đấy là lá chắn nhưng anh ta vẫn vay vẻ lên bảng điểm số. Một tình huống lấy được hai sát tư chủ lực của đối phương đến từ Haku trong bàn thiếu thứ ba này. Và đang là một thế mở ra để có thể lấy nốt cái trụ hai không đường dựa đến từ bộ ba. Bên phía Solo Leveling họ có thể lấy được trụ hay không đây có lẽ sẽ là hơi khó. Cánh đường trên thì cũng đang là một đợt đính đẩy nhưng có lẽ cũng sẽ không chạm trụ được. Và lợi thế dành cho bên phía của Solo Leveling ở trong một tình huống giao tranh cũng rất dài hơi đến từ cả hai đội tuyển.
hai mạng hạ gục vừa rồi đến từ bên phía của Samsung Galaxy đó là những điểm hạ gục hoàn toàn không đáng có. Tại vì họ trước đó đã là một pha mà Siri anh ta solo anh ta lấy được một pha outplay, nhưng đây là một pha tấn công vào Siri Jin trước đã. Jin yếu máu, Jin bị thiêu đốt rồi. Và bật chiêu cuối lao vào, DOK lấy được điểm hạ gục về chân đi dừng đối phương. Còn có một tình huống vòng sau, anh ta bị ui thùng rượu đổ dí sát vào vị trí của Jun. Jun quá dễ dàng để áp sát vào xạ thủ đối phương, hạ gục thành công đối phương, kích hoạt thành công đại thử thách. Sau đó là hồi máu. Đó vẫn là những cú thùng rượu nổ thương hiệu đến từ vị trí của Fay và Jun là người bị hại. Không trách được, có lẽ họ cũng sẽ phải quen với việc có những thùng rượu đổ theo thiên hướng là hỗ trợ đối phương mà thôi. Đây không phải lần đầu tiên rồi. Nên đội hình của Solo Leveling hoàn toàn biết điều này, nhưng cũng không có tướng nào để đánh nữa cả. Và họ buộc lòng vẫn phải để cho Fay cầm một con bài này. Mà đôi khi những tình huống thùng rượu nổ có thể sẽ khiến mình gặp nạn. Ui, đang bắn rất rát Siri. Siri đến, cảm giác Siri đến ngưỡng sức mạnh rất sớm. Đặc biệt là trận thi đấu mà anh ta đang cầm cho mình cái bốc diệt thủy quái. Vì vậy những tình huống đánh tay liên tiếp đến từ vị trí của Siri ở thời điểm này đã bắt đầu có được những dấu ấn về mặt lượng sát thương rồi. Và đó là hai món trang bị rưỡi đến từ vị trí của Siri. Anh ta cũng đang là người cầm nhiều tiền nhất ở trong đội hình bên phía của Samsung Galaxy. Nhưng hãy nhìn người cầm nhiều tiền nhất trong đội hình của bên phía Solo Leveling thì là câu chuyện rất khác. Đó là 10.000 tiền nằm trong tay của DOK với con bài Aatrox của mình. 10.000 tiền tiết kiệm cùng với cả đó Azure sẽ khiến cho khả năng phá giáp cũng sẽ hỗ trợ cho đội hình từ phía của Solo Leveling rất nhiều khi mà có những cú bổ. Và bây giờ thì họ vẫn đang giữ được những cái nhịp tiền, những cái lượng đồ không chua thua quá nhiều ở hai vị trí sát thương chủ lực. Và thậm chí là cho thấy được Jinzo đang thua đâu đấy khoảng 1.000 tiền. Nhưng ở phía bên kia thì Haku vừa có một tình huống kết hợp cùng cả đông để bắt lại một người. Đó là cả cái đoạt mệnh cũng được sử dụng ra đến từ cái T-Troya. Tình huống sử dụng chiêu cuối kết hợp với nhau rất tốt khi mà không có Faye ở gần. Ui, một pha mà Haku cùng với vị trí của Faye tranh nhau cho mình cái hạt hồi phục. Đây sẽ là 3 đánh 3. Và Faye cũng như là Haku sẽ tham gia tranh với một lượng máu là rất ít và thôi. Bắt đầu tình huống lao vào cầu chiêu đến từ Troya. Sau đó anh ta giật về, mất cho mình nửa cây máu. Jun không có thế để bắn, đang liên tiếp là những tình huống thả bom tốc trước thêm giao tranh đến từ bên phía của Jinzo. DOK bắt đầu tiến vào, anh ta bắt được vị trí của Odi. Odi phải sử dụng cú húc của mình để quay ngược trở về. Bây giờ mới là hóa dư nhiều triệu, nhưng anh ta liệu có kịp húc hay không đây? Không kịp húc, tiếp tục là một cú húc trượt nữa đến từ vị trí của Odi và không thể tận dụng được hỏa dư hiệu triệu của mình. Siri vẫn đang duy trì một lượng đam đều đặn từ tuyến sau. Siri cũng sắp hồi cho mình, đó là cung ánh sáng. Jinzo thì đã hết năng lượng, có lẽ nhịp này anh ta nên về nhà đi để có thể quay ngược trở lại với thế trận giao tranh. Gon tìm kiếm vào vị trí của Fay, Odi cũng đang nhìn thấy vị trí của Fay. Đội hình của Solo Leveling đã có một nhịp biến về để hồi phục, vì đây sẽ là khoảng trống để cho Samsung Galaxy kiểm soát con Baron này. DOK vẫn còn có mặt tại đây rồi, dịch chuyển đã được mua, cung ánh sáng quá nhiều đam. DOK phải bỏ chạy và anh ta hạ gục được một người, vẫn đang là hồi máu liên tiếp với cái huyết kiếm của mình. Anh ta đã hồi lại cho mình 1/3 cây máu, Jin hóa cho mình dạng rồng, nhưng đang bị chặt liên tục đến từ vị trí của DOK. Tuyến sau là thoải mái bắn đến từ Jun, và Troya cũng đã có thêm cho mình một điểm hạ gục, double kill dành cho vị trí của Troya, và gần như là quét sạch chỉ còn vị trí của Jinzo mà thôi. Jinzo vẫn đang cố gắng lên, vẫn đang cố gắng báo tố nổi dậy, quét sạch dành cho bên phía của Solo Leveling. Đây là một pha thi đấu mà con ngộ không của Haku gần như là khép góc được cả Siri và Jinzo với một tình huống lốc xoáy khoai tây của mình. Khoai tây lốc xoáy khiến cho cả hai sát tư chủ lực đến từ bên phía Samsung Galaxy không được chơi trong pha giao tranh. Nhưng cũng phải nói rằng là đốc khi mà anh ta là người sở hữu lượng tài nguyên lớn nhất cho bên phía của Solo Leveling thì anh ta cũng đã có một tình huống cầu cay là vô cùng tuyệt vời. Hồi máu liên tục đến từ huyết kiếm cũng như là những cú bổ, và nó khiến cho Gon mặc dù rất liều mình để có thể dứt điểm đi chân đi rừng của đối phương nhưng không thành công, và khiến cho cự ly đội hình của bên phía Samsung Galaxy không được đảm bảo. Có lẽ thời điểm hiện tại chúng ta cũng sẽ phần nào để đoán biết được kết cục của ván thi đấu này rồi, khi mà chênh lệch về mặt lượng tiền nó đã gần đến con số là 10.000 tiền. Chính xác, đó là một thế giao tranh 10.000 tiền. Vì vậy bên phía của Samsung Galaxy bất lực trong việc hạ gục con Aatrox chỉ một chấm máu. Cứ kéo ngưỡng anh ta về một chấm máu thì một đòn đánh thường khiến cho DOK dường như là khỏe mạnh. Và hai nhịp như vậy thôi thì bên phía của Samsung Galaxy đã hết hoàn toàn về mặt lượng đam rồi. Chưa kể là đội hình của họ còn bị chia cắt nữa. Một pha giao tranh quá chênh lệch về mặt lượng tiền đã giúp cho bên phía của Solo Leveling dễ dàng lật ngược thế trận. Đây là một tình huống sử dụng hỏa dương 1 triệu chỉ để đép lính thôi à. Mục tiêu ta lựa chọn là Troya. Troya là một Yone thừa sự cơ động để có thể né ra tình huống hỏa dương 1 triệu vừa rồi. Và bây giờ thì với những đợt đẩy họ đã có được một đường lính siêu cấp và không một đường giữa, đã có một đường lính rất to không một cánh trên nữa. Hai đường lính siêu cấp được lấy đi là rất nhanh và gọn gàng đến từ bên phía của Solo Leveling. Thế phòng thủ bây giờ cũng không còn khi mà con hỏa dương hiệu triệu đã được gọi trước đấy. Và Odi gần như đang là bất lực trong việc là đứng nhìn đối phương
tàn phá nhà chính của mình mà thôi. Còn bộ đường lý sẽ công khu vực cánh dưới nữa. Chiều cuối đã sẵn sàng đến từ thành viên bên phía của Solo Leveling và họ lao vào. Cú mở này là tốt hơn khi mà anh ta là người mở đầu. Sẵn từng rồi vào đến từ thành viên bên phía Solo Leveling bắn từ phía sau là rất mạnh mẽ. Và Haku đang quay ở giữa đội hình các thành viên của Samsung Galaxy. Người đầu tiên nằm xuống lại là cái tên Junker. Nhưng bây giờ thì sao? Đốc đang cố gắng để lùi về. Anh ta lần này không thể thoát được khi mà người bắn anh ta là Siri. Và một tình huống mà lấy được ba đường lý siêu cấp nhưng cũng bỏ lại hai người. Tưởng chừng như sau tình huống vừa rồi, chúng ta đã tìm ra chủ nhân của giải thưởng 1.000 đô ở vị trí top 3. Nhưng pha thi đấu đó thì đội hình của Samsung Galaxy vẫn có được những nhịp đánh sau tranh ngược trở lại và lấy được thêm 2 điểm hạ gục. Cho nên trận thi đấu vẫn được kéo giãn ra thêm một chút thời gian nữa. Nhưng với thế trận 3 đường và thua quá nặng về tiền như thế này thì cũng có lẽ dường như đã là một dấu chấm hết dành cho bên phía của Samsung Galaxy rồi. Vấn đề chỉ là thời gian nữa thôi, hãy cùng chờ xem liệu có một điều thần kỳ nào đó xảy ra ở tình huống con Baron sắp tới hay không. Có 45 giây tôi nghĩ không cần con Baron thì bên phía của Solo Leveling vẫn có thể end game được ở trong một nhịp đẩy những tân lính siêu cấp của mình lên. Đồng ý, họ đang cố gắng tạo thế lính đầy đẹp ở cả ba đường. Đường dưới thì cũng sẽ có một đợt lính hai thiên vương chùy chậm lại với nhau sắp tới rồi. Và Faye khu vực giữa đang có được rất nhiều cái lượng thông tin đem về cho các thành viên bên phía của Solo Leveling. Con Bắc cũng đã bị quét đi hoàn toàn và đây sẽ là một pha đặt sườn đến từ Choi. Anh ta đang có cú đặt mệnh của mình. Tử kiếm đã có xe khoai tây lốc xoáy bắt đầu lao vào và Siri là người được chọn. Hai nhịp khoai tây lốc xoáy Siri bấm đồng hồ nhưng anh ta đã tiếp tục nằm xuống trước lượng sát thương của DOK. Vòng sau đến từ các thành viên còn lại, bây giờ thì Jun vẫn đang được bắn thoải mái trong pha giao tranh này. Đội hình còn lại của bên phía Samsung Galaxy có thể ôm nhau chạy và thôi, và đó là cú triple kill dành cho DOK. Anh ta sẽ có hai kill trong pha thi đấu này. Một tình huống rất dễ dàng khi mà khoai tây lốc xoáy Haku nhắm vào được vị trí của Siri. Anh đã bỏ qua Jinzo hoàn toàn bởi vì ta biết Jinzo bây giờ không còn mạnh mẽ nữa và chọn mục tiêu rất đơn giản, rất ngon ăn, đó là vị trí của Siri. Xác và rõ ràng là chúng ta không cần đến con Baron để có thể kết thúc trận thi đấu khi mà lượng tiền đó là quá chênh lệch dành cho bên phía của Samsung Galaxy rồi. Và chúc mừng Samsung Galaxy, họ đã là đội chiến thắng ở trong trận thi đấu nhánh thua, qua đó thì đã đặt được tiến đến trận chung kết nhánh thua để cạnh tranh tấm vé còn lại với đội tuyển sẽ để thua trong trận thi đấu sắp tới.